Đây á, là con đường xe container luôn nha anh chị bà con. Mà mình thẳng vô đó 200m có một cái căn nhà mặt tiền kinh doanh, mà nói chung là chủ xây cũng hơi lâu, ha, sắp sàn 900 triệu luôn. Đây, cộng ấp Văn Hóa, ấp 5, xã Mỹ Yên nha anh chị bà con. Đây là con đường Mỹ Yên Tân Vũ, bà con mình đi thẳng ra đó khoảng 2 cây số mình ra đường Nguyễn Hữu Chí. Còn hướng theo tay bên đây thẳng ra đó khoảng 1 km là ra quốc lộ 1A, ủy ban xã Mỹ Yên, trạm y tế đầy đủ luôn nha anh chị bà con. Thì á, trong đây có một căn nhà mặt tiền kinh doanh mà chủ nói chung là xây rất là lâu luôn, giảm 900 triệu, nhà sổ hồng riêng hướng Tây Bắc. Giá hiện tại của mình chỉ còn đúng 2 tỷ 600 triệu và cái giá vẫn còn thương lượng cho bà con mình trực tiếp luôn. Cụ thể như thế nào Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải vào xem hết video khám phá chi tiết căn nhà mình nha. Và đây á, là căn nhà mặt tiền kinh doanh mà Trang Hải muốn gửi đến bà con mình xem tham khảo như đầu video nha. Và đặc biệt mình căn góc luôn, mình có lối đi này thông vô nhà dân luôn. Thì căn nhà này á, là chủ nhà xây nói chung là nay cũng 2 năm rồi. Bán không được bà con ơi, cho nên chịu lỗ 900 triệu. Diện tích căn nhà của mình là ngang 4m2, dài 16m, xây 2 lầu. Cho mình là 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Mình cái khoảng sân trước đường này nè, là con đường mình xe container luôn, chứ đứng nói được xe tải nữa bà con. Đó, mình có khoảng sân đậu ô tô, tuyệt vời luôn hả. À, bà con mình mua cái căn nhà có thể mình kinh doanh nhỏ lẻ cũng quá ok luôn. Và giá bán hiện tại tổng toàn bộ đúng 2 tỷ 600 triệu với pháp lý nhà mình là sổ hồng riêng. Có hướng Tây Bắc nha anh chị bà con, và cái giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn. Rồi, vào nhà mình bảo vệ làm 2 lớp cửa, một lớp cửa sắt cắt CNC, cổng bảo vệ riêng phía ngoài cực kỳ tuyệt vời luôn. Kế bên đây chủ nhà có làm thêm một cái chậu bông, bà con mình về có thể trồng bông trồng kiển cũng quá ok luôn. Còn nếu gia đình mình về để mặt tiền như thế này cũng được. Còn không á, mình có thể mình làm về mình mua về mình làm cái hàng rào sắt, mình che cái mái nữa là quá đỉnh trong chưa đỉnh luôn. Rồi, đây là bậc tam cấp để vào căn nhà mình, nó rất cao so với mặt đường. Để coi từ đây, đây là hãy đo, chắc nó cao mặt đường chắc khoảng cỡ 8 tấc các bà con, cho nên bà con mình an tâm vấn đề ngập lụt ở đây luôn. Rồi, cửa chính để vào nhà mình. Đây là chủ nhà xài nhôm Sinfa 100%, hàng xịn cực kỳ luôn. Đó, kèm theo đó kính tự lực. Gia đình mình muốn về làm thêm chắc cú, mình có thể làm một lớp cửa kéo này luôn, hay lớp cửa kéo mở tùy theo ý thích của bà con mình luôn. Rồi, đây là toàn bộ không gian căn phòng khách của mình, cũng rất rộng rãi thoải mái lắm bà con ơi. Gạch ống kiến 80, rất rất sạch sẽ, hệ thống trần, điện âm đèn led cao ráo đầy đủ cho gia đình mình luôn. Rồi tiếp theo mình để ngăn cách phòng khách trong bếp, ở đây chủ nhà có làm tặng riêng cho bà con một cái sông sáo mình có thể trưng bày. Đó, những cái cây cảnh cũng được, mình để đây tuyệt vời luôn. Rồi, bên bên tay trái Trang Hải thì có một cái nhà vệ sinh, đây tận dụng tối ưu quả dưới chân cầu thang, đầy đủ trang thiết bị vệ sinh cơ bản cho gia đình luôn. Rồi tiếp theo mình có một cái không gian bếp, đây hình chữ Y rất là dài luôn, đây tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ dành. Mặt bếp thì đá hoa cương 100%, bà con mình không biết rồi. Cái không gian bếp này chính vì mình căn góc cho nên chủ nhà có làm một cái cửa sổ để mình có thể mình nấu nướng, mình lấy gió lấy sáng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Rồi, cụ thể trên tầng 1 mình như thế nào, Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải lên khám phá chi tiết nha. Đây, bậc cầu thang của mình thì nói chung căn nhà sổ riêng bà con mình cũng biết rồi, với giá tiền hiện tại bây giờ bà con mình mua sở hữu được căn này là nói chung là quá cực kỳ hời luôn. Chủ đã bán lỗ 900 triệu so với thời điểm trước luôn. Bậc cầu thang mình đất đá hoa cương từng bậc màu đen rất là đẹp, kèm theo đó là tay vịn cầu thang bằng gỗ 100% nguyên khối kính cường lực cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì tầng 1 mình á, có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Đó, Trang Hải quy sơ cho bà con mình đỡ mất thời gian hơn nha. Đó, nhà vệ sinh đó. Rồi sau đây mời bà con cùng Trang Hải lên khám phá chi tiết tầng 2 của gia đình mình. Tầng này thì hơi đặc biệt chút xíu bà con ơi. Chính giữa mình có cái bàn giếng trời lấy gió lấy sáng cho căn nhà mình thêm sáng và đẹp hơn nha. Vừa lên đây mời bà con xem căn phòng ngủ thứ nhất. Đây, rất rộng rãi thoải mái luôn, gạch lốt rất sạch sẽ. Mình là căn gốc cho nên mình cũng thừa hưởng được rất nhiều cửa sổ để mình mở lấy gió lấy sáng, lưu thông không khí trong cái phòng mình quá ok luôn. Tiếp theo mình có một cái nhà vệ sinh, đây sử dụng chung cho 2 căn phòng mình, đầy đủ tất cả các thiết bị vệ sinh cao cấp luôn. Và đây là căn phòng ngủ thứ hai trên lầu 2 của mình, cũng rộng rãi lắm, nền gạch sạch sẽ, hệ thống điện chiếu sáng đầy đủ. Rồi mời bà con mình ra ban công nha. Đây, cực kỳ không, đủ duyên này là có một cái công ty sản xuất điện năng lượng mặt trời mà rất nhiều công ty khô trung chuyển con đường này, con đường mình nói chung là xe container luôn. Bà con mình theo hướng Tây Hải, Trang Hải chỉ thẳng ra đó, ủy ban xã Mỹ Yên nằm trên đó, mình thẳng theo tay phải kìa bà con, như thấy rất nhiều công ty xí nghiệp, một vị trí có thể là rất là đắc địa luôn nha anh chị bà con.